nhìn hoài vậy á. Em nhìn khoảng 6 tháng. Tại lúc đó ảnh làm đầu bếp ở trong nhà hàng á chị. Mà ảnh đội cái nón đội bếp trưởng trong nhà bếp á, ảnh đội giùm cái cô bếp trưởng thôi chị. Mà em có tưởng là ảnh làm bếp, cái giống như em ngưỡng mộ thầm vậy. Nói trời sao còn trẻ mà giỏi dữ làm bếp trưởng vậy. Em mới ngồi em nhìn miết. Mà ảnh nhìn qua em thì giờ sau em mới nghe ảnh kể là ảnh nhìn cái xe mô tô của chủ shop em. Còn làm em cứ ngộ nhận, em tưởng nó nhìn em không à. Trời ơi, bếp nổi đâu. Ngộ nhận nữa chị, nói trời anh này đầu bếp. Mà lúc đó em không có phân biệt, giọng miền Trung nói chuyện lơ lớ nha. Ảnh gốc ở Nha Trang á chị. Cái nói trời anh này đầu bếp chắc bên nước ngoài mới về khoái nữa. Chào anh chị. Dạ. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Ngọc Tài. Thì hiện tại em sinh sống ở thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Nghề nghiệp của em là kỹ sư ô tô. Dạ. Thì năm nay em 30 tuổi. 30, dạ. Tài. Dạ. Còn em? Dạ, em tên là Lê Trần Ngân Trâm, em sống ở Bình Phước nha. Năm nay em 28 tuổi và em làm kế toán nè. Nhìn cái áo của Trâm giống như là cái áo của em hả? Dạ, áo cưới của tụi em. Áo cưới của tụi em dạ. Đúng không? Dạ. Em đang có tin vui đúng không? Dạ, em mới có em bé khoảng 2 tháng nha. Wow. Dạ. Thay mặt chương trình thì chúc mừng hai vợ chồng em. Dạ. Có tin vui như thế này. Rồi, kể cho anh biết đi, hai bạn gặp nhau và quen nhau như thế nào? Em gặp ảnh là lúc mà em còn đang đi học cao đẳng, lúc đó em mới 22 tuổi anh. Em mới làm thêm ở một cái shop quần áo trên đường Phạm Ngũ Lão ở Gò Vấp. Lúc đó thì em bán quần áo nên em cứ ngồi trong shop và em cứ ngó ra ngoài đường á. Thì đối diện cái shop em là cái quán lẩu nấm của ảnh, quán lẩu nấm An Nhiên. Em cứ ngồi em nhìn hoài vậy á. Em nhìn khoảng 6 tháng. Tại lúc đó ảnh làm đầu bếp ở trong nhà hàng á chị. Làm sao mà thấy ảnh? Nhìn cái chữ An Nhiên thôi hả chứ đâu có thấy ảnh dạ, đâu. Nhìn xuyên vô cái xuyên vô cái kia lại thấy ảnh. Dạ, dạ thì cái nhà hàng bên em á là cái bếp thì nhìn thẳng ra ngoài đường được. Thì khi mà đứng nấu á thì có thể nhìn ra ngoài đường đối diện bên đường được. À, tức là mối tình qua hai lớp kiến. Trong 6 tháng là chỉ nhìn thôi chứ không có bước qua mua một bộ đồ nữa. Dạ, không ạ. À, tại bên đó bán đồ nữ. À. Dạ. Mà bên em không quan lẩu nấm. Lúc đó em là em nghe nó mắc lắm, em không dám qua chị. Ồ vậy hả? Lúc đó ảnh là học đại học, ảnh đi làm thêm thôi mà ảnh đợi cái nón đội bếp trưởng trong nhà bếp á, ảnh đợi giùm cái cô bếp trưởng thôi chị. Mà em có tưởng là ảnh là bếp, cái giống như em ngưỡng mộ thầm vậy. Nói trời sao còn trẻ mà giỏi dữ làm bếp trưởng vậy. Em có ngồi em nhìn miết vậy. Ai vậy là đội giùm thôi. Dạ, em là đội giùm nóng quá. Cô là biết đội đúng không? Còn ảnh nhìn qua em thì giờ sau em mới nghe ảnh kể là ảnh nhìn cái xe mô tô của chủ shop em. Còn làm em cứ ngộ nhận, em tưởng nó nhìn em không à. Trời ơi, hát nổi lòng à. Mình đang, chị em mình đang nghĩ tới một đó là cái mối tình qua hai lớp kiến. Phải nói là 6 tháng trời chỉ nhìn nhau thôi qua lớp kiến. Và cuối cùng là sao? Kết quả là ông nhìn chiếc mô tô. Lúc đó thì nói chung là em cũng chưa có xin số điện thoại. Thì 6 tháng xong rồi em học bài thì cũng buổi trưa cũng buồn quá. Thôi kiếm ai nhắn tin nói chuyện cho vui. Thì lúc đó thì nhìn qua nhìn lại thì vợ em cũng nhìn qua em cũng nhìn lại. Rồi xong rồi em cũng giơ tay lên xin số điện thoại. Rồi xong rồi vợ em cũng đâu có sẵn giơ lên luôn. Rồi xong rồi em cũng lưu trong số điện thoại nhắn tin qua. Em biết sẵn trước đó mà em không dám đưa. Em nói hay là mình giơ mình làm quen ảnh đi. Chỉ làm quen kiểu thích nhau thôi mà đâu có gì đâu. Mà ngại không dám đưa. Cái ảnh vừa giơ dấu hiệu hai giày cái em cũng hai lại. Xong rồi anh xin vậy, cái ảnh vừa xin cái em giơ. Wow. Có ghi sẵn rồi. Em ghi sẵn rồi. Sau khi lấy được số điện thoại rồi sao? Rồi em nhắn tin. Thì nhắn tin nói chuyện khoảng thời gian. Mới đầu nhắn tin thì em cũng nói bằng tiếng Anh thôi chứ không có nhắn tin bằng tiếng Việt. Thì vợ em thì lúc đó cũng học bên chuyên cũng thuộc về bên du lịch cũng thuộc tiếng Anh. Thì nhắn nhưng mà vợ em tiếng Anh giỏi hơn. Cái em nhắn không lại, em nói thôi nhắn tiếng Việt đi. Lúc đó em mới ngộ nhận nữa chị. Nói trời anh này đồ bếp. Mà lúc đó em không có phân biệt là giọng miền Trung nói chuyện lơ lớ nha. Ảnh gốc ở Nha Trang á chị. Cái nói trời anh này đồ bếp chắc bên nước ngoài mới về khoái nữa. Coi như nói tiếng Anh dạ. Mà giọng lại lơ lớ. Đó mà đeo ấy cái nón mà của bếp trưởng dạ. Tuyệt vời quá tưởng gì đồ, nữa. Tưởng đầu bếp Việt Kiều nữa hả? Bao lâu thì đi chơi lần đầu tiên? Ban đầu thì nói chung là em cũng tò mò, em cũng thử nhiều cái lắm. Thì em hỏi thôi ít bữa hẹn cho hôn cái đi. Cái vợ em cái nói chửi em đồ biến thái. Chưa gì đòi hôn người ta. Rồi nấu ăn chay rồi nấu chay rồi mày sao người kỳ cục gì đó. Rồi xong em giận quá em không có nhắn tin nữa. Khoảng mấy ngày tuần gì đó. Rồi nhắn tin lại rồi rủ đi uống nước mía. Thì xong mới đầu gặp lần đầu tiên là ở quán nước mía ở trước Bixi. Đó là lần đầu tiên đó. Dạ, là lần đầu tiên. Rồi đến khi nào thì mới tỏ tình? Yêu trong 3 năm thì nói chung là cũng vợ em tỏ tình em. Tỏ tình sao em? Em nói em thích ảnh. Thế xong em nói là anh thích em đi, anh thích em là anh không có hối hận đâu. Rồi anh trả lời sao? Lúc đó anh vẫn chưa thích em chị. Anh nói
ảnh lo công việc chứ, chứ ảnh chưa có xác định. Xong em mới nói vậy thôi, chỗ làm em cũng có người thích em á, người ta rủ em đi chơi vậy em đi nha. Xong ảnh kêu em đi đi. Cái xong cái anh chỗ làm em thì ảnh hay tặng hoa em lắm. Cái mỗi lần em đi chơi với ảnh em có cầm theo bó hoa của cái anh kia tặng. Cái xong về sau ảnh mới nói với em là thôi đừng nhận hoa nữa, tự nhiên thấy khó chịu quá. Xong em mới nói á, vậy là anh thích em rồi đó, em nói mà, thế nào anh quen em đi, anh cũng thích em à. Kỳ á. Gài mất đi luôn. Một cái lý do nào mà để em quyết định là thực sự tiến tới cái vấn đề mà yêu bạn này? Thì em học xong đại học, thì em về Nha Trang. Thì vợ em ở lại trong Sài Gòn. Thì lúc đó vợ em cũng về lại Bình Phước rồi. Trong thời gian một năm đó, thì yêu xe vậy đó, nhắn tin qua nhắn tin lại rồi gọi FaceTime nói chuyện. Thì xong thì đợt đó thì cũng không hiểu vì sao. Thì giận cũng cả tháng á, lúc đó căng lắm, là định chia tay luôn rồi đó. Rồi em cũng nghĩ giờ mà nếu mà mình vậy thì không được. Thì giờ mình cũng nhớ người ta mà giờ mình làm gì cũng khó coi. Xong qua tháng 9, tháng 10 kia em điện em đòi cưới. Xong rồi giờ em cũng đồng ý luôn. Giờ em đồng ý thì từ tháng 11 đến tháng 1 là bắt đầu tranh thủ nhau cưới luôn. Có nghĩa là đám cưới, từ lúc đám cưới cho tới bây giờ là bao lâu rồi? Dạ 6 tháng ạ. 6 tháng, dạ. Quá. Có nghĩa là quá son rồi đó. Đó, bây giờ ở với nhau 6 tháng rồi, anh ấy có thật xấu gì không? Trong quá trình 6 năm là em lúc mà tìm hiểu là em thấy cũng có những cái tật đó như là cọc tính bảo thủ này kia. Thì về ở với em thì hiện giờ thì cái tính đó vẫn nó tăng hơn á. Em ví dụ như là em xay nước ép trái cây hay cái gì đi, em xay cà rốt với lại thơm này kia chung với nhau ấy, là ảnh bắt em phải chứng minh là hai cái loại đó là nó tương tác với nhau, là có cái gì không mới được uống, còn không được uống. Mà em nói là em thấy người ta xay cũng đâu có gì đâu, mà ảnh kia em phải chứng minh. Nhiều khi em phải nhiều lúc nhiều cái chứng minh cho ảnh biết, em phải lên mạng em tí em kiếm này kia ảnh mới chịu uống, còn không ảnh không chịu uống. Tại vì em á thì em sợ bị đau bụng. Dạ. Cứ tại vì nhiều cái loại trái cây khi nó thích hợp thì không nói gì, nhưng mà nhiều khi nó tương tác với nhau nó sẽ bị ngộ độc. Cho nên em cũng sợ mỗi lần cứ làm gì mà trộn tổng hợp là em sợ lắm. Rồi bây giờ còn tật xấu gì nữa không? Dạ thì em thấy chỉ có vậy thôi ạ. Bảo thủ cọc cằn. Dạ. Còn vợ em thì sao? Vợ em thì nói chung là cái tính hay lo cho em. Hồi xưa tới giờ thì vẫn vậy, nhưng mà em thì em cũng nhiều lúc thì cũng bực bội về vấn đề đó. Thứ hai nữa là hay theo ý của người khác mà không phải tự mình quyết định. Đó thì cái tính theo ý của ai? Của em hay là của ba mẹ hay là của bạn bè? Nhiều khi của bạn bè cũng có, người dân của em cũng có, nhiều khi trái ngược nhau á. Thì không có chứng kiến hả? Dạ đúng rồi, không có chứng kiến. Có ghen không? Ghen thì vợ em không ghen. Thì vợ em tin tưởng em lắm. Thì trong quá trình đó thì nói chung là chưa gọi là từ khi mà quen nhau cho đến cưới bây giờ là chưa có nói một từ chia tay với em lần nào hết. Cho em nói với vợ em là em muốn vợ em thay đổi điều gì? Em nói với vợ em là muốn thay đổi là mình phải chính kiến lên. Dạ, chính kiến lên. Ngày thứ hai là phải ví dụ như là phải nhìn nhận cái sự việc. Dạ, cho rõ ràng hơn xíu. Còn em muốn Tài thay đổi điều gì? Dạ, chỉ bớt cọc với bớt bảo bớt thủ. Cọc, bớt bảo thủ. Hai tật xấu kể ra cũng là sự mong muốn thay đổi luôn, phải không? Dạ. Chị thấy vậy nè, cái cảm giác của chị thôi nha, là trong cuộc sống của vợ chồng em á, vợ em thương em, lo cho em nhiều hơn. Tỷ lệ cũng khoảng là 64 hoặc là 73 đó. Với em á, em quá thương chồng em. Em muốn thể hiện hết tất cả những điều đó cho chồng em hiểu là em thương chồng em. Em lo quá đó. Đôi khi cái đó nó tạo ra cái dở cho mình. Dạ. Cái dở cho mình ở đây là sao? Nhiều khi á, chồng mình sẽ cảm thấy là sẽ hơi bị vướng víu. Nếu mà trong cuộc sống vợ chồng á, cái sự tương tác á, nó phải nhận được cái sự tương tác. Ví dụ như cái điều em làm là cái điều chồng em muốn. Dạ. Thì cái đó quá tốt. Nhưng mà cái điều mình đang làm mà đó chưa phải là cái điều chồng mình muốn thì mình phải thay đổi chiến thuật. Cách giữ chồng thì có trăm ngàn cách. Đó thì bây giờ mình phải xem cái cách nào là cái cách mà chồng mình muốn để mà mình làm. Thì nó sẽ tạo ra cái sự mà thoải mái ở chồng mình để mà yêu vợ mình hơn. Để mà cảm thấy rằng á, mất đi cái người vợ này á, là sẽ không tìm ra một người nữa. Tại đúng, vì em có nghĩ như vậy. Em hiểu không? Dạ. Rồi. Ha. Cảm ơn em. Dạ. Vợ cũng hiểu mình nói. Anh cũng muốn giống em lắm nhưng mà anh nói tiếng Anh được. Của mình chưa được ha. Level của anh ở số 1 thôi. Thôi mà các em tới số 100 rồi. Anh sau, khổ sau quá. Sau chương trình này cho em tặng nhanh cước thuận mật khóa cãi nhau bằng tiếng Anh. Để ôi để trời ơi, được, để ok. Anh đồng ý liền. Cho mình đồng ý. Cho mình bớt giận. Dạ. Rồi, dạ. Nhưng mà nó nghe nè, dạ. Sau cái bữa mà đi uống cà phê nói rất nhiều như vậy thì dạ. Rồi sau đó là bắt đầu là tiếp cận với nhau rất nhiều. Dạ. Và các bạn lại có điều kiện trong những buổi workshop. Dạ. Và nói bằng tiếng Anh, dạ. Đúng không? Dạ. Thì bao lâu thì bắt đầu mới có một cái sự tỏ tình, dạ. Và có nụ hôn đầu tiên Dạ, thì nhiều khi ảnh mời em nhiều quá mà trong lòng em lúc đó là mới năm 2 còn rất là máu học.
tại vì học sinh giỏi mà rất là muốn học, rồi đi làm nữa đâu có thời gian đâu, nhiều khi nói trời ơi sao mời hoài, kiểu kiểu trong lòng như thế. Nhưng mà có một hôm thì đi mời em ở Sài Gòn em mới đi được. Sau đó thì em đi, ảnh hẹn em ra cầu Ánh Sao đi dạo ở quận 7, cũng lãng mạn lắm. Thì tự nhiên nói với em, Nhi ơi anh thích nắm tay lắm đó. Mà em mới nói trong lòng chứ, nắm thì nắm đi, còn nói câu nói. Nhi ơi anh thích nắm tay lắm đó, không để giờ em từ chối. Nên là em kể cứ cho nắm luôn. Có nói là nắm đi không? Dạ không, dạ không, em cứ im thì muốn làm gì thì làm, em nói vậy đó. Thì anh nắm tay em xong sau đó thì đi dạo một vòng, rồi cuối tuần ảnh chở em về Biên Hòa, tại vì hai người cùng học và làm việc tại Sài Gòn. Cuối tuần thứ bảy chủ nhật cả hai đều hướng về gia đình, cho nên là sắp xếp mọi công việc để có thể về Biên Hòa. Ảnh thấy em đi xe máy, con gái đi xe máy hoặc là xe buýt nguy hiểm quá mà xa nữa, cái quận 7 đi về Biên Hòa rất là xa, thì ảnh có ngỏ lời là ảnh đợi chở em về. Chở bằng xe máy hay sao? Dạ xe máy, lúc đó là xe máy, lúc đó là ảnh, em không biết ảnh là ai, em chỉ biết ảnh là làm dân ngân hàng thôi. Lúc đó là ảnh vừa đi làm ngân hàng vừa khởi nghiệp nên là công việc cũng rất là bận. Xong sau đó thì chở em về thì đứng ở trước nhà mà mẹ em thấy ủa, kêu bạn vô đi chứ đàn ông con trai chở phụ nữ về không có được đứng trước cổng như vậy, phải đi vô sân chứ để người ta dòm kiểu như thế. Thì có vô xong sau đó xin mẹ em cho em đi coi phim buổi chiều, thì vô rạp phim là nụ hôn đầu tiên. À, nụ hôn đầu tiên là trong rạp phim. Dạ đúng rồi. Vô trong rạp phim có anh thích hôn lắm đó. Dạ. Có nói không? Có nói không? Lúc đó thì chưa, không có nói. Chỉ có quay qua coi phim ma nữa. Nắm tâm lý dữ lắm, coi phim ma để con gái sợ. Nhưng mà thật ra em đâu có sợ đâu, em như em cũng giả bộ sợ. Để em núp vô cái là ảnh hôn luôn. mấy người kinh doanh mà người ta cũng nhanh lắm, cơ hội tới là bắt chụp liền chứ không có để lọt lưới gì hết trơn. Đúng không? Dạ. Như vậy là chính thức quen nhau sau bao nhiêu lâu thì tụi em chính thức ta? Thật sự là khoảng 9 tháng đầu tiên. 9 tháng. Dạ. Thì sự em có một cái góc nhìn lúc em quen Nhi á, thì em biết bạn này chỉ đang là sinh viên, bạn sẽ có ưu tiên việc học và bạn cũng đang năm 2 thôi. Nhưng mà lúc đó em đã vào độ chững là 29 tuổi rồi. Và em nhìn lại từ lúc em 24 tuổi là em có một mối tình đầu tiên là 5 năm á, thì em gần như tất cả những bạn gái trước đó em không hiểu lý do vì sao có thể rất vui, rất nồng nhiệt, mọi thứ tuyệt vời. Nhưng cứ sau khoảng 6 tháng 1 năm nó lại có một cái điểm dừng nào đó, tự nhiên hai người phát hiện ra. Thì khi mà em sau 9 tháng em nói chuyện với cô bé này á, thì em nhận ra một cái điều là không hiểu cái cảm giác yêu của em không còn nồng nhiệt như xưa nữa. Nhưng em cứ về em gặp cô bé này em nói chuyện thì em có một cái chữ là em thấy em yên lắm. Em yên bình á. Bình yên đó. Bình yên vô cùng đó, mình 29 tuổi mình không còn muốn ra, không phải một cái quan hệ gì nữa. Mình tìm một cái gì đó bình yên và mình thấy là cô bé này cho mình một cảm giác yên, cho nên bây giờ con trai của em tên là Đinh Đức Yên. Và cô bé này có một điều là thích nấu ăn, thích chăm sóc gia đình, hướng nội và rất có những cái điều mà buổi sáng sớm khi em đi làm á thì bạn này rất là nhạy cảm, viết cho em một cái viết thư viết tay, anh đi làm vui nhé. Tự nhiên nó khiến cho em một ngày nó xúc động vô cùng, mà trước giờ những cô gái trước đó họ không có điều đó. Còn ngay cả bây giờ khi mỗi lần em đi công tác, em đi sân bay cũng vậy, vợ em làm cho em một cái hộp đồ thức ăn, anh đi công tác bằng em nhé. Thì những cái điều rất nhỏ nhỏ đó nó khiến cho cái một người đàn ông kinh doanh á, em thấy cái sự bình yên vô cùng luôn. Thì sau 9 tháng thì em nghĩ là lúc đấy mình cũng chớm gần 30 tuổi rồi, thì mình mong muốn gì cho cái quan hệ này, thì lúc đó em thực sự nghiêm túc. Em rất nghiêm túc luôn. Em hiểu. Và em không biết bạn này nghiêm túc với em không, thì em vì bạn trẻ quá, hơn nhau 9 tuổi, góc nhìn nó khác lắm. Tại em 29 tuổi em ra đời em làm ăn, em hiểu hết cuộc sống. Nhưng em không chắc bạn này sau ra trường bạn có muốn lập gia đình hay không, hay bạn sẽ trả lời với em là anh Quyền ơi, em chưa có sự nghiệp mà. Mà chẳng lẽ bây giờ em đợi đến bạn 28, 30 tuổi bạn mới hôn thì em lại già mất tiêu rồi. Trên đôi khi một số giai đoạn đó em cũng 2 năm đầu tiên em không dám là phải nói với Nhi là anh rất muốn là sau khi em ra trường mình kết hôn đi. Tại lúc đó anh cũng 32, 33 tuổi. Là 2 năm đó. Thì rất nhiều những yếu tố đó sau 9 tháng, sau 10 tháng, sau 2 năm thì em mới thấy là bắt đầu cô bé này cũng rất là chân thành. Và cô bé này cũng rất mong muốn được xây dựng gia đình, chứ bạn không ưu tiên làm kinh doanh như em. Nếu mà bạn ưu tiên kinh doanh như em thì chắc có thể là sau 4-5 năm quen nhau, phải đợi thêm 4-5 năm nữa thì nó rất là tương đối. Như vậy là tụi em quen nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ tụi em quen nhau hơn 4 năm rồi cưới. Dạ. Như vậy là trong 4 năm nó chắc chắn là bình yên và không có sự cãi vã gì đâu. Dễ gì? Dạ. Em sẽ không phải, tại vì bạn này nói rằng là cô ấy luôn luôn tạo cho tôi một cảm giác bình yên. Khó lắm, bình yên gì, hợ chinh nhau 9 tuổi, quan niệm về lý tưởng, về cuộc sống. Dạ, thật ra là 2 năm đầu tiên mà khi em vẫn còn học đại học á,
thì nó dường như là một màu hồng. Màu hồng mà có thể là nó là màu đỏ luôn á. Nó rực rỡ, nó đẹp vô tươi, cùng. Hồng tươi, hồng tươi. Tươi mà không có một xíu xám nào hết. Cả hai người cũng thế. Thì cho đến khi mà em tốt nghiệp đại học, em đi làm, em có nhiều cái mối quan hệ hơn, nhiều cái vấn đề phải suy nghĩ hơn. Và anh này thì đã có nơm nớm gì đó đề cập đến vấn đề kết hôn. Thì giống như anh nói là tốt nghiệp xong thì em có nhiều cái suy nghĩ rộng mở hơn. Lúc đó em có mong muốn là học thạc sĩ nữa. Thì em cũng đi làm khoảng 2 năm thì ảnh nói là đủ nồng, đủ mùi để mình kết hôn rồi. Thì lúc đó em về nhà em cũng đắn đo dữ lắm, cũng suy nghĩ. Tại vì 2 năm, từ năm thứ 3 và năm thứ 4 tụi em cãi nhau rất nhiều. Nó bắt đầu xảy ra mâu thuẫn nhiều hơn. Về vấn đề gì? Dạ, nó đủ loại trong cuộc sống hết. Cái này chắc để chồng chia sẻ. Thật sự là em không, mình kể về cái vấn đề mà trầm trọng á. Dạ. Những nguyên nhân trầm trọng. Thật sự là lúc em đi á là em vẫn là dân ngân hàng. Và lương của em rất tốt. Cuộc sống em rất dễ chịu. Trên 2 năm đầu tiên là ăn uống mọi thứ là rất thoải mái. Em chẳng nghĩ gì về tiền hết. Tuy nhiên cuộc đời cá nhân của em, tự nhiên em có một cái biến chuyển là em đi gọi vốn thành công. Và nhà đầu tư họ cho em 5 tỷ. Thì anh chị biết là từ vai trò người làm thuê đó, em gắn trách nhiệm của một ông CEO. Tự nhiên doanh nghiệp của em nó lớn nhanh quá, nó phình to quá. Cái doanh nghiệp bây giờ đó, em, dạ, về tiếng Anh đó phải không? Dạ đúng rồi. Tự nhiên là em bỏ công việc ngân hàng, lương lúc đấy cũng vài ngàn rồi. Mình qua mình nhận một cái số tiền 5 tỷ và một cái áp lực của nhà đầu tư là khi nào hoàn vốn cho tôi, khi nào mở rộng thị phần, khi nào cạnh tranh. Và đỉnh điểm nhất đó là 2020. Khi lúc đó em đang xây dựng một mô hình kinh doanh, đó là ở thị trường Biên Hòa, Hồ Chí Minh và Đà Lạt là 16 chi nhánh. Mọi thứ đang rất tốt thì tự nhiên tháng 2020 Covid nó xảy ra. Tự nhiên Covid nó xảy ra và tất cả chúng ta đều không biết Covid là gì. Và em cũng không biết Covid là gì, thì em nghĩ nó chỉ là một cái gì đó cảm cúm thôi. Chắc 1-2 tuần xong nhà nước lại ok, lại kinh doanh bình thường. Thì lúc đó em đang vừa đầu tư một cái homestay rất đẹp ở Đà Lạt. Với chiến lược của em rất đơn giản là nếu anh Thuận đi học tiếng Anh của em thì bất cứ lúc nào anh Thuận lên Đà Lạt chơi, em thu anh Thuận 100.000 tiền phòng. Thì đó là một chiến lược rất hay, cho nên học viên của em họ rất là thích. Thì trong giai đoạn đó, từ tháng 2 đến tháng 5 em vẫn giữ 3 thành phố đó, 16 chi nhánh. Và mỗi một tháng các anh chị tưởng tượng là em lỗ khoảng 300 triệu một tháng. Mỗi tháng em lỗ 300 triệu. Quá khủng khiếp. Mà gồng trong bao lâu? Và em gồng liên tục á. Có nghĩa và giai đoạn đỉnh điểm năm đầu tiên á là cứ một tháng em lỗ 300 triệu và 10 tháng là 3 tỷ rồi. Và cứ vài ngày em lại nhận một cái đơn xin nghỉ việc của bạn nhân viên nào đó. Bởi vì lúc đó em giảm lương các bạn. Ngồi trong nhà hết mà. Và mỗi một ngày cái học viên họ than phiền là bây giờ đóng cửa, có dạy online không? Có đảm bảo chất lượng không? Và cứ mỗi ngày cái cầm len nó đến với cá nhân em nó khủng khiếp. Thì các em không biết tại sao lúc đó em đổi tính. Cứ Nhi nói cái gì ra là em gay gắt. Cứ ngày nào mọi người tưởng tượng là cứ ngày nào em cãi nhau. Vì đủ thứ loại trên đời hết. Bởi vì lúc đó cái cảm xúc của em không kiểm soát được. Đúng. Bởi vì áp lực về tiền em nó lớn quá. Và em không giống như các cặp vợ chồng khác. Cái giai đoạn bọn em yêu nhau là giai đoạn bọn em khó khăn nhất. Em nghĩ là chắc sắp gãy rồi. Tại có thời điểm mà em nặng lời đến bạn này luôn. Bây giờ cô muốn làm sao? Cô có biết tôi đang làm ăn không? Cô biết tôi stress như thế nào không? Cô biết tôi một tháng tôi lỗ bao nhiêu tiền không? Cô phải thông cảm cho tôi đấy. Bây giờ cô cứ sống như thế này sao tôi sống? Mà mọi người biết là lúc mà yêu nhau mà dùng từ cô tôi là cũng nặng mình. Thì cái giai đoạn đó là gần như là có giai đoạn là cứ 2 ngày cãi nhau lần. Và em bị vô cảm giác tiêu cực là bây giờ không muốn yêu nữa. Mệt quá. Tại vì vừa áp lực công việc mà, áp lực kinh doanh và áp lực từ phía vợ nữa. Thì em không biết lúc đó vợ mình điều chỉnh cảm xúc như thế nào. Bởi vì vợ khóc nhiều lắm. Lúc đó em sao Nhi? Dạ thì có một cái đỉnh điểm là dịch xảy ra xong khoảng em có theo dõi, em có quan sát chồng. Thì một khoảng thời gian sau qua Tết á, thì công ty chỉ còn lại 3 người thôi, là anh Quyền một người nữa. Và lúc đó em đã đề xuất là để em phụ anh, tại vì lúc đó em cũng không thể nào đi làm, cũng không thể nào đến trường được nữa. Thì em phụ anh thì càng phụ thì lại càng xảy ra vấn đề nhiều hơn. Có một hôm làm hai vợ chồng, tại vì không còn văn phòng nữa thì có mở văn phòng tạm tại ở bên nhà chồng, thì em có tiếp xúc nhiều hơn với mẹ chồng. Thì có một hôm thì hai vợ chồng làm công việc xong khoảng 10 giờ đêm, thì lúc đó cãi nhau buổi khuya. Thì cái tiền sử của em là cũng có hơi tim nhẹ một xíu, nên là hồi cấp 3 em rất là hay xỉu. Cho nên em cãi nhau quá, em mệt quá, cái em xỉu tại nhà, tại trước mặt mẹ chồng luôn. Thì thế là mẹ chồng để cho em ngủ lại qua đêm tại nhà chồng đó. Lần đầu tiên gọi điện thoại về cho mẹ em xin phép em như vậy. Mẹ em nói để lên đón, mà mẹ chồng em nói thôi cứ để cháu ở đây. Thì sáng mai mẹ chồng có nói với em là cả mẹ em và mẹ chồng em luôn có nói với em là quen nhau mà thấy cực quá, cãi nhau hoài à, thôi thì tạm chia tay đi. Thì lúc đó coi như là em trùng xuống hẳn luôn.
kiểu như em cũng đang cố gắng để thay đổi, để có thể hòa nhập được với ảnh, có thể thông cảm được. Nhưng mà lúc đó em cũng muốn buông, thật sự em cũng muốn buông. Thì lúc đó em không nói gì hết. Quen nhau mà để cả mẹ chồng và mẹ ruột mình nói là chia tay đi, để quen một người nào đó thoải mái hơn, rồi nếu mà còn duyên thì sẽ quay lại. Lúc đó em cũng chuẩn bị buông rồi, nhưng mà ảnh là người kéo em lại. Tại sao em lại kéo như lại? Em có một cái câu mẹ em có nói, có khuyên em là nên chia tay đi không? Mẹ em là người rất thẳng thắn. Mẹ em chỉ nói như thế này này: hai đứa bây giờ chưa kết hôn mà, cứ cãi vã nhiều vô đi. Và cái việc dừng lại nó không phải là chấm dứt đâu, nó dừng lại để cho hai đứa có thời gian nghĩ, dành cho nhau một cái khoảng không gian. Thì và với lại mẹ em với mẹ Nhi rất là tôn trọng cái việc hai đứa chia tay, đó là chuyện của các con. Bố mẹ rất ủng hộ mối quan hệ này. Gia đình em may mắn là em với Nhi rất được ủng hộ từ phía gia đình, rất tạo điều kiện. Nhưng mà khi cái tần suất cãi nhau nhiều quá rồi, là phụ huynh chắc là phải có một cái điểm khoảng lặng, và chính cho hai đứa trẻ này được lựa chọn, chứ không gây áp lực cho bé nó nữa. Thì mẹ em chỉ nói là đàn ông á, thì con sẽ gánh vác trên gia đình mình, đó, câu chuyện tài chính, kinh tế là chắc chắn rồi. Thì bây giờ con coi lại cái thời gian 3 năm vừa qua con với Nhi cố gắng như thế nào cho mối quan hệ này. Thì khi em chững lại nha, em trầm lại, em suy nghĩ lại, thì em mới nghĩ là một cái câu nó rất là đúng á. Khi mà chúng ta muốn từ bỏ, hãy nhớ lại lý do chúng ta bắt đầu. Thì em nhớ lại lý do vì sao em quen Nhi. Bởi vì cái an yên mà bạn này mang lại cho em. Và thực sự nó không phải lỗi của bạn này, bởi vì cái cuộc sống này tự nhiên nó thay đổi bản thân mình. Và mình không đủ bản lĩnh để cân bằng, chứ không phải do lỗi của bạn này. Thì tự khi em nhận ra cái điều đó, thì em điều chỉnh em lại. Tự nhiên em nói với Nhi là thôi em đừng làm với anh nữa. Em đừng gặp anh nữa. Nếu mình có gặp nhau thì buổi tối mình nói những câu chuyện vui thôi. Em cũng đừng hỏi kinh doanh của anh ra như thế nào nữa. Tại vì có thể những cái lâu hỏi kinh doanh của anh, của em nó có khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi. Anh muốn là mình nói cái gì về định hướng, mình nói cái gì về xây dựng gia đình. Thì những cái lời chân thành nó bắt đầu Nhi cũng điều chỉnh luôn. Nhi cũng không tham gia vào doanh nghiệp của em nữa. Là hai, yeah, hai bạn tự biết điều chỉnh. Dạ đúng rồi. Yeah. Đến gọi là cuối kỳ của năm thứ tư á, là hai bạn đã tự điều chỉnh được. Để rồi không có mất nhau. Dạ. Đúng không? Dạ. Cho nên là các bạn là thực sự là đã tự chọn lựa. Đúng không? Chọn yêu thương để rồi các bạn được hạnh phúc. Đúng không? Dạ. Đúng không? Lúc mà quen nhau cho tới thời điểm này là hơn 6 năm, gần 7 năm, thì hai đứa em vẫn giữ được một cái cam kết với nhau là dù có cãi nhau như thế nào thì buổi tối cũng phải tự mà làm lành với nhau trước khi đi ngủ. Tại vì không có muốn đem cái gì buồn bực tiêu cực đi lên trên cái giường. Thì hôm đó mẹ nói như vậy, rồi mẹ chồng nói là chia tay đi. Rồi tối hai vợ chồng ngủ chung thì cũng mỗi người một niệm, chung phòng mỗi người một niệm. Sáng mai lại ảnh lại dẫn em đi ăn sáng. Mẹ chồng nói hai đứa bay đóng phim Hàn Quốc hả? Đó, cứ đóng phim Hàn Quốc, nay đóng khóc lóc, mai lại cười, cứ suốt như vậy cho tới khi kết hôn. Đó, dạ. Tức là cái lần đó là cái lần chia tay chớm đó đúng không? Và cũng nhờ cái cú xỉu đó. Nhờ cái cú xỉu đó mà hai vợ chồng lại. Dạ, có thể là xỉu đó cho nên không ai nói gì ai nữa, chăm sóc cho em thôi. Và em thấy là may mắn nhất đó là khi có sự chứng kiến của hai gia đình luôn. Chứ không phải là do hai đứa em là trẻ con hay em cãi nhau nữa, mà đây là mình cãi nhau và bố mẹ mình nhận ra cái điều là bây giờ hai đứa tự điều chỉnh đi. Không ai giúp được hai đứa đâu. Nhưng mà như vậy là vợ em nó quá giỏi. Tại vì cô bé này còn nhỏ tuổi. 24 mà đã tự. Lúc đó thì có 22, 23 mà tự điều chỉnh được cái cảm xúc. Và cái cách để mà có thể điều tiết được mối quan hệ là quá hay luôn. Nếu như vậy thì mỗi cô bé cùng trang lứa mà không có được những cái điều kiện đó thì thật sự là rất khó. Vậy thì sau khi cưới có đứa con đầu tiên thì cái việc mà điều chỉnh sau sinh á, có tự làm được không? Thực ra là sau khi sinh một tháng, sau khi sinh bé 2 tuần thì em có phải đưa chồng đưa em đi cấp cứu ngay trong đêm. Tại vì em bị đau ruột thừa mà em không có biết. Em chỉ sau 2 tuần mới sinh xong. Đúng 14 ngày. Em cứ tưởng là bị đau dạ con. Thì em cũng có nhắn tin hỏi bác sĩ em có uống thuốc giảm đau này kia. Tại vì cho con bú mình cũng không có được uống tầm bậy. Tôi sinh nhiều. Mà hôm đó linh cảm như thế nào mà chịu hết nổi rồi, nhờ bà ngoại lên chăm bé. Thì 1 giờ sáng ảnh đưa em đi thì đúng 1 giờ 30 phút xong thủ tục và đô mổ gấp liền lập tức luôn. Bác sĩ nói chỉ cần trễ khoảng nửa tiếng hoặc tiếng thôi là nó bể ra, nó rất là nguy hiểm. Thì mổ xong phải thông 2 cái ống dịch, nó rất là nhiều, ra chảy ra ngoài. Thì tập đi tập đứng mà nước mắt cứ rớt thì phải cố gắng để về với con. Thì sau đó vẫn chưa có kết thúc cái biến cố thì nó khoảng 1 tháng sau thì bé nhà con nó đi tiêu ra máu. Thì đưa hết
đi 8 cái bệnh viện, bác sĩ có chuẩn đoán bệnh, có cho uống kháng sinh nhiều mà uống kháng sinh rất là sót con. Nhưng mà càng uống con cũng không có cầm, càng uống sữa mẹ vô con cũng không có cầm, thì em có bị stress sau sinh. Em cứ nhìn thấy đồ hoặc là nhìn thấy cái gì đó trước mắt là em lại đập phá, em chui trốn trong nhà tắm, em khóc, em đập, em này em kia. Xong rồi chồng thấy vậy cũng lo lắng. Rồi mỗi lần ảnh mà nói cái gì với em là em quát lên, em hết cả nhà luôn, em nhốt con với em trong phòng, em khóa cửa lại, mẹ với chồng đập cửa mà cũng không có được. Thì tự bản thân mình tự điều chỉnh, tự cầu nguyện, tự làm hết mọi thứ để có thể vượt qua cái đó. Nhưng mà có một điều mà em cảm thấy vẫn hạnh phúc, biết ơn đến thời điểm này là chồng là người giúp em vượt qua cái đó. Chồng ở nhà chăm sóc, ủi an, không có một cái lớn tiếng nào, dù em có chửi, em có cấu xé, em nói chung là làm đủ thứ. Thì mình suy nghĩ trong đầu một câu, chồng mình đã như vậy, đã thương mình như vậy, đã có mọi người giúp đỡ mà mình còn không tự vượt qua được thì không ai giúp mình được nữa. Nhưng mà em bé là có đi bệnh viện không? Dạ, hay là có. Điều trị như thế nào, bao lâu thì mới hết? Dạ thì bé vẫn uống sữa mẹ đến lúc tháng thứ 6 thì vẫn không có hết, càng uống sữa mẹ. Và em cứ tưởng là do bản thân em ăn đồ không có tốt nên em bé đi như thế. Thực ra là em cho ngưng một 10 ngày để uống sữa ngoài, tại vì sữa ngoài thì chắc chắn sẽ không đi nữa. Mà càng uống càng đi, một ngày đi khoảng 15 lần, cứ đi máu như vậy đó, mà máu tươi luôn, như mình hút máu ra vậy. Thì em mới nói với bác sĩ, thì bác sĩ nói là con bị dị ứng sữa, bị dị ứng đạm bò, dị ứng đạm sữa bò. Xong sau đó phải uống sữa thủy phân toàn phần, xung sữa đặc trị cho bé, rất là đắng, rất là hôi, không uống được, bé không chịu uống, phải đút từng muỗng, cũng không uống luôn. Mỗi lần cho con uống mà nước mắt em cứ rớt, em lại vô khủng hoảng lần hai. Xong sau đó em đi tìm sữa khác cho con, nhờ bạn ở bên Pháp, nhờ bạn ở bên Úc tìm sữa cũng có những cái bệnh như giống con mình, thì có gửi về cho em một cái hộp sữa gấp trong tức tốc khoảng một tuần là về đến sữa đến nơi. Thì cho con uống thì chỉ cần uống hai lần thôi, con đi bình thường lại. Mừng quá. Trời, cái hiệu đó là hiệu gì cưng? Dạ là Novalac của Úc. Pháp. Novalac. Dạ, sữa mình nói gạo. Biết sao mình nói để cho ví dụ những bà mẹ có những đứa con giống vậy để họ biết. Có Novalac. Em có một người thân đây này đó, Novalac đạm gạo của Pháp. Novalac đạm gạo của Pháp nha mọi người. Em đã từng có người thân mà em bé đã từng bị như vậy. Mà coi như là vì dị ứng đạm bò. Và cũng phải loay hoay. Bây giờ bé 11 tháng cũng chưa có ăn được cái gì từ phô mai, từ sữa bò, từ thịt bò lại ngứa, chỉ ăn được những cái không làm từ cái sữa bò đó. Bây giờ phải khổ đi em nhiều. Từ gạo nè, từ đậu nành nè, từ khoảng 3 tuổi thì bé sẽ hết, nhưng mà em cũng hơi kệ. Em cũng không có giờ. Không có sao chứ, bây giờ rất là nhiều các loại thực phẩm hữu cơ tự nhiên đó. Nhưng mà lúc đó em có biết vợ mình bị trầm cảm sau sinh không? Em biết mà đúng không? Thực sự nó có một cái điều là em may mắn là em là con út trong một gia đình, em có ba người anh chị nữa. Thì ba anh chị đó là mình quan sát cái cuộc sống hôn nhân của họ. Và trước khi em lập gia đình á, thì mẹ có nói một cái câu như thế này, mà em nghĩ là khi em nghiệm lại đúng rồi. Tại thực sự là em lớn tuổi hơn Nhi thì cái trải nghiệm của em và cuộc sống nó sâu sắc hơn xíu. Mẹ em chỉ nói là nếu mà hôn nhân á, thì không có gì quan trọng bằng sự hy sinh và tha thứ, chứ không phải tình yêu đâu. Lúc nào con nghĩ con hy sinh được á, thì con cứ hy sinh. Thì em khác người đàn ông khác là lúc mà Nhi sinh á, thì em chọn, em nói với bác sĩ á, là cho em vô, em đỡ sinh với vợ. Là trong phòng sinh là có bác sĩ, có dưỡng sinh và có em. Nghĩa là mình quan sát vợ mình đau từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối, tại vì vợ may mắn sinh thường. Và mình nhìn cái cảnh đầu tiên là đứa con nó được sinh ra như thế nào. Thì những cái điều đó trong mỗi ngày, vợ dẫn con đi bệnh viện, bất cứ lúc nào mà em đang đi làm, em đang kinh doanh nhá, mà vợ chỉ nói là anh ơi, bé đi ngoài nữa rồi, anh về đi bệnh viện, là em bỏ hết việc, em không quan tâm kinh doanh nữa. Và thật sự em cũng mong muốn là khi em lập gia đình á, thì em nghĩ là phải hy sinh, dẫn đến là em luôn có một cái tâm niệm là trong một buổi khuya đó, vợ em có thể thức giấc 2 lần thì em phải thức giấc 1 lần. Và em làm điều đó liên tục trong vòng 6 tháng. Và bây giờ này, cứ tầm 4:30 sáng yên thì em nó dậy rồi, tại vì nó đi ngủ lúc 7:30. Thì 5 giờ sáng nó dậy, mà lúc đấy vợ mệt rồi, tại vì vợ phải cho bé uống sữa khuya, thì tầm 5 giờ em lại chăm. Thì đối với em á, là em biết vợ em bị stress mà. Cho nên em luôn nói với em là có bạn có la mình cái gì thì mình cũng im cái miệng mình lại. Mình phải tự tâm niệm như vậy. Tại vì nếu lúc đó, tại vì thật sự nếu mà anh Thuận với chị Vân biết, ở ngoài thị trường em là diễn giả, em là doanh nhân mà em nói ngoài đó, nói ngoài được. Dạ, có nghĩa là em có khoảng 100 bạn nhân viên cấp dưới mà em hét ra lửa. Nhưng mình không được mang cái điều đó về nhà. Đúng. Mình không được lấy cái quyền mình làm chủ hay là mình làm tài chính mình phản đối vợ mình. Cái thứ hai nữa là có một điều em thấy là em vui và em lựa chọn đúng, có nghĩa là mẹ chồng em nói á, mẹ vợ lúc mà cưới á, thì mẹ vợ nói với em là
thôi mẹ xin con về ở với mẹ. Nghĩa là em đang ở bên nhà Nhi. Tại vì em biết là khi mà vợ em về nhà ngoại đó thì chắc chắn vợ em sẽ vui. Và em sẽ hy sinh được điều đó. Tại vì phụ nữ mà lúc sanh á, lúc nào mà có mẹ của mình ở bên cạnh á, mẹ ruột á, sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Có những cái điều mà mình không thể chia sẻ với ai khác ngoài mẹ. Dạ. Thì khi bất cứ lúc nào mà em với Nhi căng thẳng quá đó, thì may mắn em lên, em nói là mẹ ơi, cho con đi ra ngoài đi, mẹ lên giúp con đi. Bây giờ con, chứ bây giờ mà con lên nữa là bẻ. Và rất may mắn là mẹ hiểu, mẹ nói là thôi rồi mày đi ra ngoài đi. Tính Nhi tao biết, mày cứ từ từ đi nữa im mà, mày cứ nhỏ nhẹ im. Thì tại sao chứ em biết chắc chắn nếu mà Nhi ở bên nhà nội nhà vợ mẹ em thì khoảng cách mẹ chồng nàng dâu là có. Đôi khi mợ Nhi sẽ không chia sẻ được. Đúng rồi. Cho nên cái việc mà em chấp nhận là em ở bên ngoài là giúp cho cái việc lúc nào mẹ con mà thủ thỉ với nhau, đi chơi với đúng nhau, chăm bé với nhau. Cho nên là cảm xúc của Nhi mỗi ngày nó tích cực lên, tích cực lên, tích cực lên. May mắn là của ông chồng quá tâm lý. Lúc mà Nhi bị cái trầm cảm sau sinh là Nhi ở với mẹ ruột á. Con xí ngầu nhà chị biết nó nói không? Mẹ mà không sang cái lúc con đi sanh á là con không đẻ, nói trước cho mẹ biết. Mà áp lực chị vậy luôn á. Là sống chết gì bỏ hết mọi thứ là phải qua để chứng kiến nó lúc nó đẻ. Rồi thôi vui vẻ quá rồi. Bây giờ tới cuộc sống hôn nhân đi. Cái phần mà gọi là chưa hài lòng về nhau đi. Hai vợ chồng chắc coi chương trình thì nhiều rồi. Thấy là tới cái phần hấp dẫn rồi đúng không? Đến cái phần nào mà mình cần phải gọi là tiếp tục để mà mình gọi là chỉnh chu lại để cho hai người hoàn thiện nhất có thể mà trong mắt nhau. Gọi là tật xấu đó. Thôi bây giờ Nhi nói trước đi. Nôn nao quá. Dạ thật ra thì cũng không phải là tật xấu gì quá xấu. Có hai cái, suy nghĩ ra là có hai cái. Cái đầu tiên là về vớ, đôi vớ mình hay mang. Thật ra là không phải là ảnh ở dơ mà vớ hôi, không phải. Mà là mỗi lần ảnh hay đi ra ngoài, chỉ cần đi ra ngoài là ảnh sẽ phải mang giày. Anh giày đi làm, đi nói talk show hoặc đi bất cứ ở đâu, ảnh cũng sẽ mang giày và phải mang vớ. Thì nhưng mà mỗi lần mà bước về nhà đưa vớ cho con, đưa vớ cho em giặt á, thì dường như em chỉ thấy hầu như 10 lần thì hết 8 lần chỉ còn một chiếc. Không chiếc phải thì cũng chiếc trái, không chiếc trái thì cũng chiếc phải. Mất hồi nào không biết luôn. Em mất ở chỗ nào? Không, em đi về nhà em mới mất, em không biết vì sao là... Mà ở nhà ai lấy? Em cũng không biết. Ở nhà thì em là người giặt đồ, đem đồ đi giặt, đem đồ đi phơi. Có máy sấy thì đâu có phơi ở ngoài xào đâu mà người ta lấy hoặc nó bị bay. Mà cứ mỗi lần bỏ vô máy giặt xong rồi, tại vì bỏ đồ vô máy giặt em cũng không có kiểm. Chừng nào lấy ra phơi thì em mới kiểm thôi. Là bao giờ cũng mất một chiếc? Bao giờ cũng vậy, chỉ hiếm lắm thì mới còn đủ hai chiếc. Mà chắc hai chiếc trái với phải cũng khác màu nữa. Xong rồi em cứ nói ảnh hoài, em nói anh cũng không biết đâu. Thế xong rồi em mới nói vậy thôi. Bữa sau em đặt trên app á, hàng sale 150 đôi, em về em để tủ. Một đôi y chang nhau. Dạ không, đúng không? 50 đôi cỡ trung, 50 đôi cỡ thấp, 50 đôi cỡ cao đó. Để đó để mà mình có thể mất cái này. Dạ bây giờ có mất dần không? Dạ cũng vẫn mất như thôi. Không, cái đó là một cái vấn nạn chung của tất cả những cái cặp gia đình mà có ông chồng đi vớ nhiều em ơi. Cái đó nhà chị em cũng đi vớ nhiều nè. Không, mà sao không mất? Luôn luôn chị là cái người mà lúc đó chị sắp xếp đồ đạc mà tủ vớ là luôn luôn nó sẽ lòi ra khoảng một chục cái chiếc lẻ. Dạ. Mà mình không biết là cái kia nó ở đâu. Dạ tại vì em khó chịu đến cái mức là mỗi lần anh đi công tác đêm khuya khoảng 9-10 giờ thì ảnh mới đi tìm đôi vớ để soạn đồ quần áo, mà 9-10 giờ em có thể chạy đi mua vớ cho ảnh được đâu. Cho nên là em cứ mua về sẵn đó, anh mất cũng không, vô chổng lấy đôi mới đi. Không, giải pháp rất là thông minh. Là chị phải bắt chước một tức là 50 đôi y chang nhau. Em hiểu không? Để có mất cái này vẫn còn cái kia, không có vấn đề gì luôn. Bản đúng rồi. Trắng đen. Đúng, dạ, đúng. Bây giờ vợ em bà cũng mua một lần mấy chồng. Đúng rồi. Mà em cũng không có mua vớ xịn đâu, vớ dưới 10.000 một đôi thôi, tại mang có lần hay lần. Bây giờ nhiều vớ nó rẻ tiền lắm. Tới nỗi bây giờ con Đức Yên của em mới có 11 tháng cũng y chang cha. Cũng mất vớ luôn. Sáng em mang cho nó, xong trưa em gom đi giặt đồ em thay vớ mới cũng còn có chiếc. Mẹ hỏi con quăng đi đâu rồi? Mà giờ biết trả lời đâu mà trả lời. Cũng bây giờ còn bé xíu mà cũng y chang ba luôn. Trời đất ơi, về nhà là mất vớ. Bây giờ cái đó thôi mình đừng xếp vào tật xấu mà là vấn nạn rồi. Vấn nạn chung của cả xã hội rồi. Hiểu không? Giờ tìm cái khác đi, tìm cái khác mà chưa tốt nữa đi. Ăn uống con dễ chịu không? À, dù ăn uống nữa là thêm một cái nữa là thành ba nha. Giờ còn thứ hai, cái thứ hai đó là rất khô khan, không phải lạnh lùng thì không hẳn là lạnh lùng nhưng mà không có mềm yếu. Anh chỉ có mềm tin mỏng, là chứ dạ, mềm yếu, dạ, đúng không? Dạ anh chỉ có tin là 6 năm nay, gần 7 năm nay chưa bao giờ nói anh nhớ vợ hoặc là anh nhớ em hoặc là anh nhớ Nhung, nhưng mà cũng chẳng nói yêu luôn, nhưng mà tối thì có nói là kiểu thương, có thương vợ, thương em. Vậy mà enjoy được những cái mà người ta đưa cho mình, những câu nhắn rồi những cái hộp cơm này cái nọ mà mình không có đáp lại. Nghĩa là cảm nhận trong cái chờ. Có một lần lúc mà quen nhau, em phát hiện ra đó là ngày 8 tháng 3 có tặng cho em một cái lãng bông rất là bự. Em đang học trong trường á thì có
shipper giao tới, nhắn em ra lấy luôn. Nhưng mà về em điều tra, em nói ủa sao đồng nghiệp của ảnh cũng cúng bó một bó bông như thế. Thì ra em mới biết là do công ty tặng nhiều, xong rồi đem tặng lại vợ, tặng gái, dành còn dư một cái tặng cho em để tốn tiền dễ mua. Sợ chưa? Quá dữ. Không, cũng một trong đôi chuyện em. Dạ. Chứ nhiều khi cái bó bông nó đẹp quá. Mà tự nhiên mình đúng không? Dạ. Tự nhiên cái mình đem mình đi ra, mình bỏ cái đó để mình ra chợ mình mua cái đó. Mới, dạ. Cái đó nó gọi là sáo rỗng. Dạ. Cho nên là mình nhưng vấn đề là tấm lòng. Dạ. Từng trong cái bông đó là gửi gắm cái tâm hồn của mình. Trước câu chuyện đó thì em có nói với anh em không có thích bông, cho nên anh không có bỏ tiền mua bông. Thay vào đó là anh để hết tiền một năm tặng mấy cái lặt vặt, dẫn em đi du lịch, trả hết tất cả mọi chi phí. Thì anh chỉ hành động thôi, ít khi nói lắm. Rồi, cũng phải ước ác, tương lai là phải ước ác chút xíu. Rồi, ví dụ ăn uống sao nè? À, còn ăn uống thì một ngày phải đúng 3 bữa, 3 món, canh có, rau luộc, rau xào và món mặn. Thì lúc mà em ở Sài Gòn thì 7-8 giờ tối mới đi làm về, em cũng không có làm kịp nhiều cái món như vậy. Nhiều khi nghĩ trong bụng, trời ăn gì mà khó khăn quá, kiểu như thế. Nhưng mà thật ra là bản chất cái cơ thể của anh phải ăn đồ mát. Cho nên là dần dần thì cũng phải tập quen, cố gắng dù có trễ cỡ nào cũng phải đủ như vậy. Cũng phải đủ 3 món, 3 cái loại như vậy. Mỗi 3 loại rau? À, chứ không, còn một loại rau mà 3 món được không? Dạ không, phải có rau, luộc, phải có canh và phải có đồ mặn, phải có rau luộc, rau xào đồ đó. Thì đó, mới nói là một loại rau mà 3 món được không? Dạ. Hay là phải 3 loại rau? 3 loại rau. Không có ngán nha. Ăn lúc nào một loại rau này chị nói em nghe là rau muống xào tỏi. Cái rau muống đó đó em luộc. Em luộc mà em bỏ miếng cà chua vô trong cái nồi đó các thứ là được món canh rau muống nữa đó. Là canh đó, là canh luộc rồi đó. Mà phải là luộc lên hoặc xào chứ cũng không ăn dạng xà lách nữa em, thì hiện tại hơn ăn xà lách trộn này kia. Tức là ăn cái gì cũng phải có rau. Dạ đúng không? Tới nỗi mà đi ảnh đi du lịch hoặc đi công tác chung là em phải có một cái nồi đem theo chén bát đũa bỏ vô vali để ra ngoài tận đó mua rau về luộc cho luộc cái rau. Còn nếu là có bữa nào mà không có rau thì ổng sao? Dạ có thì phải vô quán ăn phải hỏi người ta nay chị có bán rau không, có thì mới vô ăn, không có thì không ăn. Có nghĩa là bữa ăn phải phụ thuộc là rau đó. Không có rau ăn không được, đúng chưa? Rồi cái đó cũng hơi xấu thôi. Không, cái đó cũng cũng được được á. Đến nỗi xấu đó, không đến nỗi đó. Ừ, là sao đào sao đơn đó. Bây giờ ngược lại coi nè, giờ ngược lại coi nè, cổ nè sao nè. Thực sự thì may mắn là trong quá trình yêu nhau cãi nhau nhiều quá rồi, và mình hai đứa nhận ra là cãi nhau toàn những thứ lặt vặt thôi, khác quan điểm, khác định hướng, khác lối sống. Cho nên khi mà kết hôn á thì thật sự là bọn em kết hôn có 2 năm, nhưng mà trong liên tục 6 tháng vừa qua á, bọn em chưa hề cãi nhau bất cứ điều gì. Và em có điểm mà em nghĩ là điểm yếu của em luôn, chứ không phải, nghĩa là em rất là thẳng thắn trong tất cả mối quan hệ xã hội, em thẳng quá, em nhận ra như vậy. Nghĩa là đối tác, nhân viên, khách hàng, em chỉ chọn lựa những người nào em chơi thôi, những người nào khác em không chơi. Và đôi khi em lại về em cứ nói vợ theo tính chất là ông chủ nhân viên á, mà mình điều tiết không kịp thì có những giai đoạn là Nhi rất khó chịu với em đó. Anh đừng có nói chuyện với em kiểu đó. Thì em mới nhận ra là tại sao vợ mình phải dùng cái ngôn từ nhẹ nhàng hơn xíu, nhẹ nhàng hơn xíu, nhẹ hơn xíu. Rồi bây giờ tóm gọn lại đi, là tật xấu của cô ấy là cái gì? Tật xấu của Nhi thật sự đối với em là em luôn có cái cảm giác cảm ơn. Tại vì hiện nay em luôn cảm ơn Nhi là đang rất nhiều thời gian để chăm bé Yên và chuẩn bị là bọn em có một bé thứ hai. Những cái gì mà Nhi không hài lòng với em á thì em luôn nói với Nhi là em nói ra cho anh biết để anh sửa. Chứ Nhi em đừng có giấu những cái đó. Cái thứ hai nữa là anh thấy Nhi tôn trọng cuộc sống và kinh doanh của em. Chưa bao giờ bạn hỏi em là gặp cô bé nào hay làm anh như này lạc em đề. Em lạc đề rồi, em lạc đề rồi. Em lạc đề lâu lắm, xa lắm. Bây giờ lạc là mình đề mà lạc trôi luôn. Ừ đó, lạc trôi đó. Bây giờ cái tật xấu, cần em kể xấu cô ấy. Thật sự đối với em, vợ em chỉ là đôi khi khác quan điểm thôi. Khác quan điểm cụ thể. Khác quan điểm là em không thích. Thật sự em không thích xe hơi, em không thích đồ. Nhưng vợ em nói anh ơi mình mua cái này được không, mua này được không. Em nói cái này em quyết định đi. Tại vì thật sự cái quỹ thời gian của em nó có giới hạn. Chỉ vì bây giờ đối với em là Nhi chỉ cần ở nhà chăm con, lo lắng gia đình. Và em mong muốn á, là chỉ cần vợ em sau này sinh đứa thứ hai xong, với bé 3-4 tuổi á, thì em rất cố gắng là vợ em được quay trở lại công việc để vợ em phát triển sự nghiệp. Còn 6 tháng vừa qua thực sự là em không tìm ra cái lỗi nào của vợ em hết. Tại vì cô rất tóm gọn lại là bây không giờ có lỗi, không có tật xấu đúng không? Có hay la con không? Này, đó, cái này cô chị Vân nói đúng. Trời sao chị hay quá vậy chị? Có nghĩa là đối với em á là 9 tháng nay em, tại vì có con là cái điều tuyệt vời nhất. Bây giờ sao có la con không? Thì bạn này bạn hết la con. Mỗi lần la con là mình khó chịu đúng không? Em nói của em. Bé nó chưa ăn thì từ từ nó ăn. Bé nó chưa ngủ thì từ từ nó sẽ ngủ. Sao em cứ la bé là chi vậy? Ủa Nhi, mỗi lần em la con em la làm sao Nhi? Sao con chịu ngủ đi? Mà có hét không? Có hét không? Con muốn gì con nói cho mẹ biết. Mà nói vậy không phải la. Nói như vậy là có những thời điểm mà 2 giờ sáng bé nó không ngủ. Em có nạt là bạn này bạn mệt rồi. Bạn này bạn mệt, bạn la lên. Bây giờ ngủ không? Em nói em ơi 2 giờ sáng nó ngủ để cho anh ngủ với em. Nhưng mà lúc đó em cáu nha, tại vì ngày mai em có cuộc họp quan trọng mà cũng 2 giờ sáng. Rồi lúc đó em cáu với em luôn. Bây giờ em có chăm nó được không? Em không chăm được, anh đưa xuống cho bà ngoại chăm.
Thì lúc đó em gay gắt thật. Tại vì lúc đó mọi người biết là mới ngủ có 2 tiếng à. Bạn này cũng mệt, em cũng mệt, mà vì cảm xúc thôi. Cuối cùng cả ba cùng mệt. Mà cuối cùng không hiểu sao bạn này bạn được điều chỉnh. Bạn nói thôi bây giờ em đi ngủ, anh chăm. Thì lúc đó em nói ok em lên giường ngủ đi. Anh dẫn nó qua phòng khác, anh vỗ cho. Thì tự nhiên 10 phút sau nó ngủ. Tại mẹ bạn này la ngủ luôn. Mẹ nó ngủ luôn. Rồi em cũng ngủ ngon luôn. Không em ngủ luôn. Em ngủ ăn cái tật là gì? La con. Dạ đúng rồi, chỉ bà có cái la con thôi. Thật dạ. Ra bà la trong cái hoàn cảnh đó cũng thông cảm cho bà. Dạ. Nó hai ba giờ khuya bà mệt nữa. Đúng không? Thực ra nhà em á là bé Nhi á là nó quá hay đó. Dạ. Tại vì biết sao không? Lấy chồng á là tức là yêu là từ lúc nhỏ 19 tuổi. Chồng thì lại lớn hơn gần một thập kỷ là cái quan điểm nó khác nhau dữ lắm luôn á, đúng không? Dạ. Rồi sau đó là phải có bầu sanh con mà con lại gặp những cái bệnh mà bệnh hiếm gặp như vậy á, rồi lại bị trầm cảm sau sinh, bản thân mình cũng bị tai nạn về cái ruột á, đúng không? Quá nhiều những cái mà Nhi phải trải qua, Nhi phải tự điều chỉnh điều tiết bản thân mình. Thành ra là chị nghĩ á là nãy giờ là em tâm sự là chị hiểu được là em sẽ phải làm như thế nào để mà em điều tiết được cái quỹ thời gian của em cho vợ và cho công việc rồi. Cho nên rằng á là chị chỉ mong là về phía Nhi á, thêm một đứa nữa, thêm một đứa nữa là Nhi phải bắt đầu, Nhi phải tự kiểm thị từ bây giờ là mình sẽ phải gặp rất 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 nhiều những cái mà mình phải vượt qua rồi mình phải điều tiết nữa. Cho nên thôi thì á, mình khổ trước sướng sau. Tại vì cái hạnh phúc á hoặc là cái phước nó đến với mình ở lứa tuổi nào cũng là phước và cũng là một cái hạnh phúc mà không thua gì lúc trẻ hay lúc già. Thành ra là bây giờ á mình có hai đứa vốn liếng mình đầy đủ, đúng không? Mình còn sức, còn sắc để mà mình chăm con. Đến khi con nó được 2-3 tuổi rồi bắt đầu mình renew lại bản thân, mình renew lại sự nghiệp các thứ này cái nọ, cứ nhìn mọi thứ nó tích cực, đúng không? Và nếu có thể thì cố gắng trong thời điểm này mình gọi là nhường chồng cái quỹ thời gian một chút để chồng tạo dựng cái sự nghiệp cho nó vững hơn, chắc hơn. Đó thì cái đó là cái chia sẻ rất là thật lòng. Thì thực em là em cũng có một cái tâm niệm khi em đi làm á, cố gắng mỗi ngày từ 8 giờ sáng gõm ghém công việc, đúng 6 giờ tối là phải về nhà ăn tối với vợ và phải có 2 tiếng nói chuyện với con. Mà em cảm nhận là từ lúc bé Yên sinh ra đến thời điểm này 11 tháng là khi em với Nhi bước vào phòng cùng bé Yên á là bọn em luôn có tiếng cười. Dẫn đến bây giờ mọi người, nếu mọi người theo dõi Facebook của em á là bé Yên nó có một đặc điểm là nó rất tươi. Nó cứ gặp ba mẹ là nó cười và nó rất sáng luôn. Thì em mới thấy là công nhận cái việc mình điều chỉnh bản thân mình mang tiếng cười trong gia đình á thì cái thành quả là đứa con của mình nó sẽ có một cái phản ứng rất tích cực. Đúng rồi. Và nó hình thành tính cách của trẻ luôn. Cho nên em mới nói với Nhi là đã cãi nhau hay là gì đó vui lòng qua bàn phát và phải xác định là mình cãi nhau vì cái gì. Đúng. Nếu mà anh sai thì thôi em nhỏ tiếng với anh xíu. Còn nếu anh đôi khi anh lấy cái quyền làm chủ qua anh nói em nó nặng thế quá, em cũng bỏ qua cho anh. Thì bọn em được cái là bọn em trao đổi liên tục. Bọn em cập nhật liên tục và bọn em luôn nghĩ về cái tương lai dành cho gia đình. Dẫn đến là những cái việc nhỏ nhỏ mỗi ngày phát sinh va chạm hai vợ chồng gần như bọn em đã vượt qua được rồi. Em phải nhớ là khoảng chừng chưa tới 10 năm nữa đâu ha. Là bà chủ tương lai ngồi kế bên em đó, không có thua gì em đâu. Trời ơi, em hơn tôi rất nhiều. Em tưởng tượng đi, Yên mà nó lên đến lớp 12 đó là em bằng tuổi anh. Trong khi anh ở độ tuổi này con anh nó mới lớp 2 đó. Thành ra lúc đó nó sẽ tuyệt vời. Em sẽ dành được rất nhiều thời gian cho những chuyến du lịch nè, cho sự nghiệp chứ, cho sự nghiệp nè, chắc chắn mà con của mình nó là đang ở độ tuổi coi như trưởng thành. Cảm ơn hai đứa rất nhiều đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son.